ngày chủ nhật này là ngày lễ của mẹ À, hồi đó giờ mình cứ nghe ngày hiền mẫu ngày lễ mẹ nhưng mà để đi tìm cái 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 nguồn gốc của nó đó thì có lẽ là không phải là ai cũng hiểu hết về cái nguồn gốc của ngày này là có người ta có nhiều cách để nói cái ngày này nó xuất phát từ đâu tại sao nó có ngày này từ thời la mã từ thời cổ đại rồi vân vân nhưng mà đối với nước mỹ đó thì nói đến ngày hiền mẫu hay ngày lễ mẹ thì người ta phải nhắc đến hai người phụ nữ đó là hai mẹ con là người đã có thể nói là người khởi sướng ra cái ngày này um, đầu tiên đó là người người phụ nữ tên là Anne Maria Jarvis Travis thì đây là người người mẹ à từ trước năm 1900 đó thì bà đã muốn là phải có một cái một cái dịp nào đó để mà những cái gia đình họ được tụ họp lại để họ vừa là tôn vinh người mẹ rồi những cái gia đình mà bị gọi là giống như là bị chia cắt ở trong thời nội chiến vân vân có nghĩa là cái điều mà bà Anna này muốn là như vậy nhưng mà bà chưa có thực hiện được á, thì là bà đã qua đời rồi thì sau khi mà bà qua đời á thì con gái của bà cũng là Anna Mary uh, Travis thì con gái của bà đó lại kế thừa cái điều chuyện đó có nghĩa là muốn thực hiện cái tâm huyết của mẹ mình là làm sao có một cái ngày để mà vinh danh những người mẹ thì với cái nỗ lực của người người con gái này thì đến năm 1908 năm 1908 thì lần đầu tiên lần đầu tiên là một cái buổi lễ để mà tôn vinh những người mẹ ở thành phố ở tiểu bang West Virginia được tổ chức tại một cái nhà thờ rất là nổi tiếng ở đây đó là ở tiểu bang West Virginia là vào năm 1908. À, rồi kể từ năm đó đó thì mỗi một năm à, không chỉ ở tiểu bang West Virginia người ta tổ chức ngày này mà nhiều tiểu bang nữa cũng tổ chức à, người ta cứ tổ chức như vậy nhưng mà cho đến đến năm à, 1911 đó thì hầu như các tiểu bang đều tổ chức hết nhưng mà tổ chức một cách là giống như là tự phát thôi à, họ cứ nhớ nhớ cái ngày như vậy nhưng mà đến năm à, 1914 đó thì khi đó là tổng thống Mỹ mới chính thức là ký cái ngày này trở thành là ngày gọi là ngày Mother's Day um, lúc đó là tổng tổng thống mà ký cái uh, đạo luật để mà cái quyết định cái ngày thứ ngày chủ nhật của tuần lễ thứ hai của tháng 5 uh, trở thành là ngày Mother's Day đó, là Woodrow Wilson Um, có nhiều người á, khi mà người ta viết cái tên của cái ngày à, ngày này á thì à, có nhiều người để chữ mother có chữ S tên ừ. những bà mẹ nhưng mà cái người mà khởi xướng ngày này tức Cảnh là cô mother Anna SD đó dạ yeah. à, không thay vì quý vị nhìn thì ví dụ như cái chữ này bác Thái thấy đó là cái chữ uh, Happy Mother's Day tức là ngày của mẹ nhưng mà nhiều người á thì người ta lại viết không có cái ngày tức là chữ s luôn là những bà mẹ thì cái người mà khởi sướng của cái 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 ngày này á nói là nó phải là như thế này ngày của mẹ mẹ là chị công là là là, là từ à kể lại À, số ít thôi chứ không phải là số nhiều tức là vinh danh từng bà mẹ một chứ không phải đó là số nhiều cho nên rồi cũng là cái cô anna này thì sau đó bà nói là cái ngày này nó bị thương mại hóa hơi nhiều à, nhiều khi người ta cứ đến ngày này thì nhiều cái dịch vụ nó ăn theo để mà kiếm lợi nhuận nhưng mà nó nhiều khi nó không có còn mang cái màu sắc ý nghĩa thực của cái ngày đó nữa à, nhưng mà ngọc lan nghĩ là đối với mỗi người đó thì ai cũng có một người mẹ thì không phải là chỉ đến đúng cái ngày chủ nhật của tuần lễ thứ hai của tháng năm thì mới nhớ ra chợt nhớ ra mình có một người mẹ mà cái hành động đó nó phải thể hiện trong xuyên suốt cuộc đời mình Thế bây chúng tôi nhớ tới một bà mẹ Việt Nam là cái lúc mà chúng tôi đi vượt ừ. biên thì bà mẹ Việt Nam nó dẫn với thằng con trai. Thế lúc đó 16 tuổi đến giao cho tôi để đưa lên tàu đi vượt biên. Bà mẹ dặn con như thế này. Ông bố cũng đang đi tù bởi vì ông bố là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Hồ Hòa. Bà mẹ bảo là nếu mà con đi mà con chết ấy, thì cả gia đình đau buồn lắm. Con đi mà con bị bắt ấy, thì mẹ sẽ đi nuôi con. Nhưng nếu con đi qua được xứ người rồi Mà con không sống cho đúng tư cách ấy, Thì mẹ sẽ có lỗi với bố con nhiều lắm Đó là cái câu mà bà mẹ dặn con Bà không nói con qua bên mẹ nên học trở thành ông này bà kia Mà chỉ dặn con là hãy sống cho nên người Cái câu đó tôi nhớ mãi Gần 40 năm rồi tôi vẫn nhớ in cái khuôn mặt của bà mẹ đó Nói tại cái lúc mà giao đứa con 16 tuổi Cho chúng tôi đưa đi, đi. Yeah. À, Nói về bà mẹ thì thưa quý vị Chúng phép chúng tôi còn một vài phút nữa được đọc một cái bài thơ của nhà thơ Trần Mộng Tú viết về mẹ. Bài thơ như thế này. Người đàn bà thức dậy sáng nay, đứng trước gương soi mình rất lạ. Hai con mắt của người mẹ Ukraine chăm chăm nhìn mình trên gò má nhăn nheo, đầm đìa lệ dưới làn áo ngủ mong manh cặp nhũ hoa nàng, cặp nhũ hoa của người mẹ Ukraine đang cho con bú bây giờ bầm màu máu cặp nhũ hoa của nàng người chồng hay ví là cặp bồ câu bây giờ nổ tung từng mảnh người đàn bà thức dậy sáng nay nhìn xuống hai tay mình rất lạ những ngón tay như đã rơi mất cả hai cánh tay đã bay đi xa những mảnh đạn bày gọn gàng trên ngực trên ngực của chàng nàng bật gọi lên người chồng vắng mặt Tiếng pháo kích vọng vào buồng, chiếc giường đựng đầy mảnh bom, chiếc áo ngủ phất phơ bay, những chiếc lông trên cặp cánh bồ câu của chàng đầy máu. Ôi thế giới an bình, hãy khóc bằng mắt của những người mẹ Ukraine, bằng mắt những bà mẹ mất con, bằng mắt những người vợ mất chồng, bằng mắt những người yêu nhau đã mất nhau. Thơ của Trần Mộng Tú viết vào tháng 4 và nói về những bà mẹ ukraine à, cảm ơn bài thơ của cô trần mộng tú và qua cái lời đọc của nhà báo đinh quang thái à, đó là một bài thơ nó mang cái tính rất là thời sự nữa à, những bà mẹ ukraine đang trong cái cuộc chiến mà diễn ra mà cả thế giới đang quan tâm à, nhưng mà một cách rất là đời thường đó thì mỗi khi đến ngày của mẹ nói về những cái bài thơ của mẹ thì Ngọc Lan lại nhớ đến bài thơ của Đỗ Trung Quân đó là bài chỉ có một cái chữ thôi đó là mẹ um, Nó có những cái bài thơ nó khá dài nhưng mà có những cái câu mà cứ là phải phải nhớ đó là um, ta ra đi 10 năm xa vòng tay của mẹ sống tự do như một cánh chim bằng ta làm thơ cho đời và cho biết bao người con gái có bao giờ thơ cho mẹ ta không những bài thơ chất ngập tâm hồn có đau khổ buồn vui chia lìa hạnh phúc và cả những bàn ta những à, bàn chân dẫm xuống trái tim ta độc ác nhưng vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ ta quên mất ngày xưa dám mẹ ngồi chờ giọt nước mắt già nua không ứa nổi nói những cái bài thơ mà những cái câu mà để đọc mà, lên để uh, để mỗi mỗi khi mình đọc đó là mình lại cảm thấy là có một cái gì đó tự vấn lương tâm